Chơi bún nhỉ. Lên. Được không đó? Mà học đến mấy ngày rồi? Sao con không? Rồi, cứ mua đá về cho mẹ chờ không? Rồi, có mấy ngày nữa cho đá không? Rồi ngủ được không? Đợi đợi. Nhưng mà về nó có hướng dẫn cho hút không khí rồi không? À được rồi. Rồi bây giờ hiện tại giờ là cái khó chịu nhất là gì rồi, bây giờ? Rồi, rồi. Chị lại đây đi. À, rồi chị ngồi xuống tới coi được không? Ngồi được không? À, ngồi đó cứng vậy đó. Rồi đứng dậy. À, chị quay qua đây chị ngồi nè. Để mọi người thấy cái mông của mình. Rồi ngồi xuống. Đó, đó vậy đó. À, ok. Rồi đứng dậy đi. Ủa, ai làm gì chị cái cổ đỏ vậy nè? Chồng đá. Chồng đá hả? Ai bóp? Bóp cổ. Thôi, mày bóp. Được rồi. Đừng có bóp như cái ông kia, bóp ông gì đó. Rồi, hai ta dòng ra. Không có thay bên đây. Thay bên đây. Thay bên đây là để bỏ thì ta dòng về là đó. Rồi. Rồi, chặn nhau. Cái cô kia nãy về, cô dòng tay lại, cô ngon lành chứ? Ngon. Biên ngon rồi phải không? Rồi. Rồi, cái này dòng qua. Rồi, dòng vô nè. Rồi, ba bệnh riết gì ba khờ luôn rồi. Rồi, thiệt. Đây, bỏ tay ra. Đó, bệnh riết rồi đi, sầu não vậy. Bao nhiêu năm rồi? Lâu lâu rồi phải không? Ba bệnh rất là buồn này hả? Ráng học về lo cho mẹ nha. Ừ. Thầy bá vô bây nhìn bá buồn đó thấy chưa? Bây giờ xương cốt nó rụng hết rồi. Đó, mềm ta. Rồi. Đó. Đó. Xương người ta kêu một cái bao nhiêu tới hai cái. Đó. Rồi đó giờ làm gì? Là người gì? Con cái thôi. Nhưng mà trước đó làm gì? Có làm gì không? Trước làm nặng. Làm nặng lắm ha. Đó. Đẻ mấy đứa con. Rồi được nhờ được này, nhờ đứa nữa có được nhờ không? Cũng được nhờ. Úi dồi trời. Xương cốt rã rời hết rồi. Rồi. Chưa. Chị cười lên kìa. Chị không cười, chị cười là đẹp lắm kìa. Thấy không? Rồi giờ mảnh bảo đi, làm tay được hoàng đó. Đó, đây là. Dần lên nè, dần lên. Lên, lên, lên. Đó, thì đưa xuống. Đó, vậy đó. Trời ơi, chị cho nó giỏi. Rồi dòng cái này nè. Rồi cái tay này dòng cái đây. Trời ơi, cổ thân vậy đó. Riết mà quên không biết để tay đâu nữa. Rồi, đưa lên. Đưa lên. Đó. Bên đây là nhiều hơn theo. Nhưng mà giờ cũng nhẹ rồi ha. Ok. Rồi, nằm đây. Chưa tha gì đâu. À, làm thân rồi không có đi bước xuống khỏi đây nằm ngửa. Rồi nằm thẳng người ra. Rồi, nhấc cái mông lên. Đúng rồi. Con chân lại đây. Đó, vậy đó nha.
Rồi. Trời ơi. Vẽ rồi. Nó cười cười vẽ rồi. Quýt quýt vẽ liền ha. Đúng không? Rồi. Đây rồi đây. Đó, đẩy về đây. Rồi. Rồi. Đây, đây. Đây, đây. Đó. Nằm im, nằm im. Rồi, nằm thẳng lại. Rồi, nằm thẳng lại coi sao rồi. Giờ nghe sao rồi. Nghe nhẹ nhẹ người rồi ha. Ý dễ chịu phải không? Tao không? Tao không? Tao không? Hơi hơi đau phải không? Lỡ rồi cho đau luôn. Rồi coi đi lên. Đau không? Rồi. Rồi, tao ngồi kia đi. Tôi phải xử cho cái chơi tay chân như gì không còn đau nữa. Tao ngồi dậy. Rồi, quay chim ở đây. Bây giờ nghe sao này lưng cổ sao này. Nghe nhẹ nhẹ phải không? Rồi, nằm xuống đi. Cái này là làm sướng nhất nè. À. À, im ru không có gì hết. Liệt à, nó yếu quá mà đâu có nhúc nhích gì đâu. Đâu có đau em. Không, không chưa. Thôi thôi thôi, không có đau gì. Nó bệnh là lâu quá rồi là nó không có nhúc nhích gì hết. Em về em học cái ngũ bộ tâm tinh á. Cái này sẽ học ở đây hả? Rồi em học rồi để về mà làm cho mẹ em. Dưới đây bữa nay á, chút xíu tôi đi rồi thì đây sẽ học cái bài mà chữa thành kinh tọa đó. Cái thành kinh tọa thì sẽ có cái quay chân rồi đó. Em tập về làm cho bà mẹ em cái đó. Tính ra là từ khi đau tới giờ là khoảng bao nhiêu năm? Cho chục năm hơn nha. Mệt mỏi ha. Nhưng mà bây giờ phải thực hiện đúng mấy cái lời tôi nói nha. Chị sẽ khỏi. Ha. Động tác nào là dễ ngủ nhất của chị? Trường đá. Trường đá. Trường đá cái buổi tối là trường hai cặp, một cặp mới là trường ở gan, một cặp mới là trường ở ở cổ. Họ đừng có chơi trường hai cặp không? Không. Rồi ha. Yên tâm đi, ngủ được thế là tỉnh táo liền. Rồi quay vào đây. Ngồi xuống, ngồi thẳng xuống, ngồi dưới đất luôn, ngồi dưới đất luôn. Rồi đứng dậy, ngồi xuống, đứng dậy, làm bộ. Thấy không, ngồi xuống, đứng dậy. Rồi, bây giờ đứng bình thường đi. Đó, rồi, quay qua đây nè, đó, cho biểu diễn cho mọi người coi. Thấy không, rồi đứng hai chân rộng ra được bình thường. Đó, rồi ngồi xuống đứng dậy liền, ngon lành liền. Up, up. Rồi, nữa. Đó. Đã rồi. Đã rồi. Cười nhẹ nhẹ lắm. Thôi cười đi. Lúc nào phải cười nha. Rồi xin cảm ơn.
đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Chườm Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.